Arahang samma sambuddho bhagavata bhavantang apivade bi. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đại lễ đức Thế Tôn. Ngài là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo khánh vấn đắc xin gia hộ cho chư Tôn đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Sa thú lành thay. Là thưa quý vị, trước khi bước vào thời giảng hôm nay, chúng tôi có một câu hỏi của nhóm cư sĩ ở Hà Nội. Thì nhóm cư sĩ Hà Nội này có hỏi như vậy: con kính bạch quý sư, nhóm cư sĩ Hà Nội chúng con xin phép sư giảng cho chúng con về y áo hợp lực, hợp theo cái luật, và tứ bốn món vật dụng hợp theo luật. Và con có trích dẫn một cái đoạn kinh văn. Đoạn kinh văn nó như vậy: thêm nữa, tám món vật dụng thiết yếu là tam y, bình bát, dao nhỏ dùng để vót tâm sĩ răng, kim mai, cái kim mai bá đó, dây thắt lưng, giải lọc nước cần thiết đối với vị tỳ khưu, gắn liền với sự hài lòng trong 14, 12 món phục dụng có được. Thì cái điều này các vị thầy thời xưa, tức là vị cổ đức á, nói là những vật dụng mà thiết yếu này là tam y, bình bát và dao nhỏ, kim, chúng ta phải kim chỉ, kim và dây thắt lưng với giải lọc nước, đó là 8 món. Thì cái công dụng của 8 món này như thế nào và cái sự hợp luật là như thế nào? Đây là câu hỏi được nêu ra như vậy. Thì chúng ta sẽ trả lời với cái vị là trước tiên đó. Ngày xưa đó, thì đối với những vị tỳ khưu mà để độ mạng thì phải đi xin ăn, mà đã đi xin ăn thì phải có cái bát để đựng những cái vật thực đó. Cho nên cái bát là một cái vật dụng tư cụ của bậc sa môn. Rồi y, y thì có ba lá y. Tại sao có ba lá y? Đó là một cái vấn đề được nêu ra. Điều thứ tư là cái con dao thì mang theo để làm cái gì? Điều thứ tiếp theo nữa là kim chỉ. Đúng là kim trong này chỉ đổi kim lên, nhưng mà thật sự phải có chỉ. Kim không có làm được gì hết, phải có chỉ. Cái kim mới ngầm nói là có cái chỉ trong đó. Kim chỉ nó chỉ là một, nhưng mà phải ngầm nói là có cái kim chỉ. Thì trong một cái lễ vật mà lễ dân y Katina rồi đó, thì nên sắm giùm cho cái người chủ lễ một ống chỉ với một ít cây kim, cột chung như vậy. Nó cũng có một công dụng chứ không phải không có công dụng đâu. Và một cái tấm vải lọc nước và một cái sợi dây buộc. Khi buộc đó, khi mà bị thì khu đi bát đó, thì cái y nội phía bên trong nhiều khi vận lại, nó nhiều khi đi đứng là nó không có người gọn gàng. Cho nên cái dây buộc đó, cột ở bên trong thì giữ lấy cái phần y nội bên trong. Cho nên khi mà cái y nội bên trong được một sợi dây mà nó giữ lại thì nó rất chắc chắn, nó không có bị rơi tuột bất ngờ. Mà mỗi khi mà rơi tuột bất ngờ như vậy thì vị tỳ khô nó cũng không có được cái thân thể nó cũng không được hay lắm. Dạ bà. Như vậy tổng cộng là 8 cái món vật này được gọi là tư cụ của bậc sa môn. Tư cụ là những dụng cụ riêng tư. Tư cụ đây chỉ là chỉ ra những cái dụng cụ riêng tư dành cho một cái vị sa môn.
Vì sa môn mà đi tới một cái nơi nào đó, và sau khi mà đi ra khỏi chỗ đó, sau khi mà thu xếp lại cái giường, những cái giải trải của giường, của đồ, rồi nói chung là của đồ, có cái tự vẹt như là mền gối hay là giường, thì bị đó có thể ra đi có thông dong mà không cần phải quay trở lại cái tự viện nữa. Sau khi kiểm tra đủ có 8 cái món cái dụng cụ cái cá nhân này thì đi ra không cần phải quay trở lại. Rồi những cái mọi món nhận khác mà nó không cần thiết có thể đi luôn, cũng không cần quay trở lại đi tìm chào bạn. Thì trước tiên nói về cái bát chúng ta đã nói rồi, từ thời Đức Phật thì những vị chư tăng phải đi khất thực. Khất thực thì không có thể dùng tay để mà nhận cái vật thực được, cho nên cái nhóm mà ngoại giáo Niết Ăn Thá, Niết Ăn Thá nghĩa là Niết Ăn Thá Ni Ta Bố Tát, tức là nhóm mà không có mặc y phục á. Cái chữ Niết Ăn Thá có nghĩa là ní là không, Ăn Thá là trói buộc. Niết Ăn Thá là không có bị trói buộc. Họ quan điểm như vậy là khi mà một con người mà mới sinh ra đó, không có y áo, không có gì hết, rồi dần dần rồi đó, do cái phong tục tập quán người ta bị trói buộc vô, cho nên con người mới có mặc y phục. Mà không mặc y phục như vậy nó là một cái chướng ngại, nó một cái vướng bận, nó là một sự trói buộc. Thiếu y phục thì con người ta cảm thấy là không có hài lòng cho hàng vậy. Cho nên chữ găng thá có nghĩa là trói buộc, ní găng thá có nghĩa là không có cái sự trói buộc, cho nên họ lìa bỏ cái y phục đi, và họ xưng là cái người họ được giải thoát, họ không bị trói buộc. Cái người bị trói buộc thì không có giải thoát, mà cái người mà không có trói buộc thì họ được giải thoát, họ tự xưng vậy. Thì cách thức này là thường phần lớn á, trước thời Đức Phật cũng có, mà trong thời Đức Phật á, thì nổi đình nổi đám nhất là cái nhóm của Niết Ăn Thá Na Tam Bố Tát. Hôm nay cũng có những cái pháp nó hao hao giống Đức Phật, tức là ông ha, ánh sáng, tức là không có người, không không có hại người, nó là một cái biện pháp của tâm từ giống như tâm của Đức Phật vậy. Và họ cũng giữ giới, họ cũng giữ giới, và họ quan niệm là cái giới về thân của họ đó là nặng nhất, và họ không chỉ dùng cái chữ giới mà họ dùng cái chữ đăng đá, tức là trừng phạt. Thì trong cái giới của Niết Ăn Thá Na Tam Bố Tát đó thì cái thân phạt là nặng nhất, vì cái những cái tội lỗi mà gây ra tác hại nặng từ thân thôi. Ví dụ như miệng mình chửi mắng người ta cũng không có gây người ta phải đau khổ hay là tức giận nhiều nha, còn cái ý nó càng thâm còn hạn chế nữa. Người có ý muốn sát sanh hay là muốn ý trộm cắp gì đó, đâu có thực hiện được đâu. Chỉ có cái thân mới là điều quan trọng à. Nên bà họ cũng có một cái sự là chế định về giới, họ không uống lạnh, họ không uống nước lạnh, vì họ cho trong nước lạnh nó có chứa những con vi khuẩn nằm trong đó à, có những con vật nhỏ nằm trong đó, nó không có dùng, mà họ chỉ dùng nước nóng. Họ cho rằng nước nóng là không còn có sinh vật nào trong đó cả, nhưng mà họ tránh cái đường này, họ là phạm cái đường khác. Họ cho rằng dùng nước lạnh là có những con sinh vật nằm trong đó, và họ dùng cái nước nóng họ cho rằng không có con sinh vật nào nằm trong đó hết. Nhưng mà muốn có nước nóng thì phải dùng từ nước lạnh để mà nấu lên, như vậy để họ không có phạm giới sát sanh mà họ lại nấu nước nóng họ uống thì nó cũng là phạm giới sát sanh rồi. Dạ, đúng rồi. À, cho nên chính là tự họ mâu thuẫn hả? Vậy. Nhưng mà cái lý thuyết này lại là thích thú cho một số tín giáo đồ của họ à. Và khi cái nhóm Niết Ăn Thá này nó tự xưng là mình là không có bị trói buộc, và họ nói với những vị sa môn như của Đức Phật hay những vị sa môn nào mà dùng cái bình bát mà nhận vật thực á, là vị đó còn bị trói buộc. Còn họ dùng cái bàn tay họ nhận lấy những cái vật vật thực của người dân ta đem cho, họ đưa tay họ nhận à. Thì đối với Đức Phật thì thấy là đây là một cái hành vi nó là khiếm nhã, là một
Thứ hai, nó là một hành vi nó không có trong sạch, là hai. Cái bát á, là đã rửa sạch sẽ rồi, ở đây đựng những vật thực thì nó đã sạch sẽ rồi. Còn cái tay dù cho mình rửa sạch sẽ đi một chút nữa nó cũng dơ bẩn trở lại. Cái bàn tay của mình á, cho dù là cái người đó rửa thật sạch sẽ, nhưng mà 5 phút sau nó cũng rịn mồ hôi ra, nó cũng dơ lại. Còn cái bát sau khi mình rửa sạch sẽ ra, tóm gọn xong rồi mình đốt nóng, mình lau chùi cho nó sạch sẽ, thì cái bát nó trong đó vẫn còn sạch sẽ. Còn khi mà dùng dùng tay đó, mình rửa sạch cái tay mình dùng cái vật thực đó, chứ còn cái mình dùng bằng tay không á, mình bằng dùng bằng tay mình nhận vật thực á, nhận cái loại vật thực này xong rồi chưa cái ăn cái loại vật thực đó rồi, giờ cũng dùng bàn tay nó nhận một loại vật thực khác nữa, thì cái loại vật thực thứ hai đó, nó đã bị dơ, nó bị bẩn rồi, nó không có còn vậy là trong sạch nữa. Nhưng họ vẫn tự hào rằng đó đó là họ có ly hệ phược, tức là họ không bị trói buộc. Còn họ chê những vị sa môn mà dùng cái bát nữa được vật thực, nó là còn bị trói buộc. Nó này cái bát thì rõ ràng rằng là một cái vật để đựng vật thực. Và chúng ta nhớ rằng cái bát của ngày xưa đó có hai cái dạng bát, mà dạng bát của Phật giáo nó khác cái bát của ngoại giáo. Cái bát của ngoại giáo muốn dùng cái bát nào cũng được, miễn sao nó là một cái bát để mà đựng vật thực mà thôi. Còn cái bát ở trong cái Phật giáo, trong cái hệ thống Phật giáo ngày của thời Ấn Độ ngày xưa đó, bây giờ nó bị biến chế một chút xíu, cho nên có cái bát inox. Cái thật sự ra trong cái luật của cái Phật giáo thì bát dành cho vị tỳ khưu á chỉ có hai loại thôi. Một loại là bằng đất sét, là đất sét nó sau khi được nung lên nè, nó mới 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 được một cái vững chắc nữa. Rồi loại thứ hai đó, là cái loại bằng sắt, bằng sắt chứ không có bằng vàng ngọc đá quý hay là cái gì cả, mà phải là bằng sắt hoặc là bằng đất sét. Và mỗi cái bát như vậy đó nó có hai cái lằn, một lằn dọc từ ở trên xuống và một lằn dọc ở bên ngang hông. Nó chia cái ba bát đó làm bốn phần, bốn phần. Bây giờ những cái bát mà giờ chúng ta thấy là sang trọng, như là các vị đi bát là ôm những bát inox đi vân vân, thật ra là các vị đã, tại vì cái tình hình hiện tại nó là như vậy thôi, thì nói thì nó không phải là nó vậy cũng dễ gây đụng chạm với các vị. Nhưng mà thật sự quý vị sử dụng cái bát nó sai luật rồi. Cái bát mà đúng luật của trong Phật giáo đó là một cái bát nó phải bằng đất, tức là bằng đất sét. Và có một lần ngày xưa đó, thì ở trong chùa Bụt Đức của ngài trưởng lão Giác Chánh cũng có làm những cái bát bằng đất sét, nhưng lại không có hai cái vạch, có một vạch ngang từ ở miệng bát đi xuống bọc lên, và một miệng nó đi cái kéo chung quanh ở cái thân bát, tức là không có hai cái vạch này để chia cái bát nó làm thành bốn phần, bốn phần đều nhau. Cái sự kiện mà dùng bát bằng đất hay là bát bằng sắt cũng phải có hai cái vạch này để mà chia cái bốn phần cái đều nhau. Nguyên nhân tại đâu? Nguyên nhân là vào cái tuần lễ thứ 8 sau 77-49 ngày ở tại chung quanh bốn góc, bốn chỗ của cõi đại giác, thì vào tuần lễ thứ 8 thì là Đức Thế Tôn bắt đầu thọ thực lại đó. 49 ngày qua ngày không có thọ thực, vào ngày thứ lễ thứ 8 thì vua trời Đức Thích xuống dâng cho Đức Thế Tôn cái cây Amalak. Amalak là cái cây nó làm cho sạch đường ruột, nó sổ ra những đường ruột còn lại. Và sức khỏe của Đức Thế Tôn rất là tốt, do cái phước của ngài rất là tốt như vậy. Thì vào lúc đó có hai thương buôn đang đi trên đường đi tới cái thành Sakati, thì người mẹ của cái vị thương hai vị thương buôn này, người mẹ kiếp trước đó, là một vị thiên nữ, thì mới nắm cái càng xe lại không cho xe đi, và xe van vái xong đó, thì vị nữ chư thiên này mới nhập vô một người trong đoàn, mới nói là ta là cái mẹ của kiếp trước của các con. Hôm nay Đức Thế Tôn ngài vừa
xuất cái xả cái hạnh là không ăn 49 ngày rồi, ngày già lại ngày thọ thực lại thì nên cúng dường cái buổi vật thực đến cho ngài đi. Thì hai người thương buôn này có tên gọi là Tá Bút Xá với Phan Thi Cá, thì hai vị mới lấy cái bánh mà gọi là bánh khô đó, nhưng mà trét lên đó là sữa với mật. Chứ nấu kẹp nấu cơm không được đâu. Đem những cái bánh đó ở trên đó trét mật với sữa với đường để lên cúng dường đến Đức Thế Tôn, tức là vào tuần lễ thứ 8 Đức Thế Tôn. Thì khi mà đem tới cái thì cái bát ấy, mà khi mà ngài xuất gia đó, mà Phạm Thiên Sam Bát Tý dân á thì cũng đi mất rồi. Rồi khi mà ngài ngồi dưới cái cội cây, thì một cái cây đại thọ mà nàng xuất gia tay dân một cái bát cơm sữa, thì sau khi mà ngài dắt cái cơm sữa thành 49 vắt ngài thọ xong, ngài mới phát nguyện là nếu mà ta hôm nay ta thành chứng đạt vô thượng chánh giác thì cho cái bát này trôi ngược đi. Và ngài ném cái bát nó xuống dòng sông Nirancha, tức là dòng sông Nili, thì cái bát nó trôi ngược khoảng chừng trong kinh là 80 hắc đai, tính là nó khoảng như 40 mét mới chạm xuống, nó chìm xuống với cái đáy sông Hàn, sông Nirancha đá chạy. Thì con Long Vương ấy, nó vừa giật mình, nó nghe tiếng bát chạm vô giật mình, thì nó nhìn lại thì có là cái bốn cái bát, và nó nói là hôm qua có ông Phật, năm nay này hôm giờ hôm nay lại có thêm ông Phật nữa. Nó ngủ từ thời Đức Phật Kassapa cho đến Đức Phật Gotama, này còn một con rắn chúa thì có tên gọi là rắn chúa Kala. Nguyên nhân con rắn chúa này mà ngủ như vậy thì do trong cái tiền kiếp nó phục vụ cho một vị thầy, mà vị thầy cứ có cái tinh thần phục vụ rất là tốt, và vị thầy có những cái chứng bệnh bất ngờ cái kêu dậy, bất ngờ kêu dậy hoài, cho nên anh có mất ngủ, cái vị sa di là mất ngủ. Anh mới nguyện do cái phước mà con nguyện cho con phục vụ cho thầy đó, xin cho cái kiếp con sanh lên á, khi là con ngủ được con cũng phục vụ được nữa. Con ngủ con cũng phục vụ được nữa. Do ước nguyện đó cho nên khi mà anh chôn cái vị sa di chết làm con Long Vương, tức là con rắn chúa, nó ngồi nó canh giữ mấy cái bát xưa của các vị Phật, trong cái dưới đó có tàn trữ ba cái bát cũ. Một là cái bát của Đức Phật Các Cú Sanh Thá, hai là cái bát của Đức Phật Kona Gamana, ba là cái bát của Đức Phật Kassapa, và cái bát vàng của Bồ Tát Sĩ Thật Ta ở trong cái dưới cội cây trong cái ngày đó đó. Ngài ném xuống cái dòng sông Nirancha đá này, nó cũng trôi ngược lại, nó tới đó cũng rớt xuống chạm cái bát xưa. Ở đây là trong bộ Bút Tháo Quan Sát, tức là bộ Phật sử. Do nên con này con rắn chúa nó mới nghe tiếng chạm, nó giật mình, nó thức dậy, cái nói hôm qua có một Phật, hôm nay có một Phật nữa, một giấc ngủ dài một từ đời của Đức Phật Kassapa cho đến Đức Phật Gotama. Như vậy thì hai cái bát nữa, một cái bát mới xuất gia đó mà nhờ Phạm Thiên Sa Mắc Tý Dân á, thì cũng đã lúc ngày hành khổ hạnh á, thì ngài cũng đã bỏ mất tiêu rồi. Ngày hành khổ hạnh đến mức độ mà 7 ngày ngày mới ăn một hạt mè, 7 ngày mới ăn một hạt đậu, vân vân. Đúng là ngài cũng đi sinh đâu mà chỉ đi tìm quy quốc nào đó để mà dùng, cho nên ngài cũng bỏ quên mất thất lạc cái bát đó. Cái bát thứ hai là của nàng Xuất Gia Ta Dân, cũng ném xuống dòng sông Nirancha đá, tức là dòng sông Nili rồi. Bây giờ thì ngài chiến thắng được cái ác ma cùng với binh tướng, rồi ngài thành vô thượng chánh giác khi mà chứng ngộ cái lý duyên khởi. Rồi ngài chứng đắc lý duyên khởi thì ngài chứng đắc cái đầu hôm, ngài chứng đắc túc mạng minh, rồi giữa đêm ngài chứng đắc cái sinh tử minh, và gần cuối thì ngài mới chứng đắc là vô thượng chánh giác. Vô thượng chánh giác tức là A-la-hán vô thượng chánh giác luôn, qua cái sự mà thấu triệt cái lý duyên khởi. Ở cho nên cái sự mà chứng đắc đầu tiên của Đức Thế Tôn phải là lý duyên khởi. Rồi từ cái lý duyên khởi đó ngài thông suốt các pháp,
Để rồi từ đó ngài diễn đạt 45 năm về cái mô thức lý duyên khởi này mà không hết, tức là do cái trí chánh đẳng giác ngài bất kỳ một điều kiện nào ngài cũng phải chuyển về cái lý duyên khởi được hết. Và song song cái lý duyên khởi đó là ngài nói lên cái lý tứ diệu đế. Tứ diệu đế với lý duyên khởi chính là một mà thôi, tức là lý tứ diệu đế là chỉ ở cái đường bằng, tức là mặt bằng, tức là mặt rộng, còn cái lý duyên khởi là ở chiều sâu. Chúng ta có thể tưởng tượng giống như là một cái trục bảo độ, thì lý tứ diệu đế giống như cái trục hoành, cái đường đi đường ngang, đi đường rộng mà thôi, còn cái lý duyên khởi giống như cái trục cung là nó đi xuống theo chiều sâu. Nên như vậy thì cũng chỉ là một thôi, nhưng mà ngài do cái trí của đức chánh đẳng giác cho nên ngài vận chuyển ngôn ngữ, vận chuyển pháp môn từ cái gốc là lý duyên khởi ra vô số lượng pháp môn, 84.000 pháp uẩn mà ngài diễn thuyết theo lời dạy của ngài Ananda. Ananda trong cái trưởng lão tăng kệ nói về cái lời kệ ngôn của ngài Ananda, ngài đã xác định rằng tự thân tôi nghe từ Đức Thế Tôn 82.000 pháp uẩn. Ở đây chữ pháp uẩn có là thắm mắt thanh thá đó, thắm mắt thanh thá đó. Được một cái pháp là có từ hai pháp môn, ba pháp môn trở lên được gọi là pháp uẩn. Cho nên có những pháp môn có thể là có những pháp uẩn có thể là có tới 22 pháp môn, hoặc là 32 pháp môn, hoặc là 80 pháp môn, hoặc là 108 pháp môn. Ví dụ như ái chúng là có 108 ái, dạ hiểu vậy đó, thì cái ái này là một pháp uẩn, còn 108 ái là mỗi ái, mỗi mỗi cái pháp đó là một pháp môn. Còn khi chúng ta có 32 đại nhân tướng thì 32 đại nhân tướng nó là một pháp uẩn, mà mỗi cái tướng nó như vậy là có một cái pháp nữa, có một pháp nằm trong đó nữa. Ví dụ như ngài có tướng Bạch Hầu Mi, do kiếp xưa ngài làm những cái việc thì như thế nào, tức là ngài có tướng Bạch Hầu Mi khi mà sanh làm người đó, là không bao giờ có nói dối, không bao giờ nói dối, mà cứ nhờ tướng Bạch Hầu Mi này ngài tới độ biết bao nhiêu chúng sanh khác. Hoặc là ngài có cái tướng cái tướng giọng âm giọng du dương như tiếng chim ca lăng tuần già, là bởi vì cái kiếp xưa ngài thường thường ngài nói những lời vừa dịu ngọt vừa gây tạo sự đoàn kết, không gây chia rẽ. Những người nào mà thường nói cái lời tới là gây chia rẽ là người đó tự hại mình và tự hại người, cái người đó không có tốt. Cho nên cái nó mà nói cho nó một cái hòa hợp với nhau nó là một điều tốt. Do đó ngài mới có được cái tướng cái tiếng nói của ngài ngọt ngào giống như tiếng chim ca lăng tuần già, hoặc cái lưỡi của ngài nó có rộng và dài chẳng hạn như vậy. Tiếng ai mà thường thường mà đi tới mà nói gây chia rẽ, gây đâm thọc người này, gây đâm thọc người kia, hoặc là nhìn cái này cái không có thấy nhìn cái tốt mà cái nhìn thấy cái xấu, tìm cái lỗi của ta hoặc là mình làm không làm mà mình cứ chọt vô chọt ra, chọt vô chọt ra, những người này không được tốt, những người này không được tốt, tự tạo cho mình một cái ác nghiệp rồi làm hại những người khác nữa, nó không tốt. Cho nên cái 32 đại nhân tướng nó lại là mỗi cái tướng tốt như vậy, nó có là một cái pháp để làm ra như vậy. Cho nên 32 đại nhân tướng này được gọi là một pháp uẩn. Thì ngài Ananda trong cái trưởng lão kệ ngôn trưởng lão tăng á, của ngài Ananda đó, ngài đã xác minh rằng, ngài đã xác nhận rằng tự thân tôi nghe từ Đức Thế Tôn 82.000 pháp uẩn, còn 2.000 pháp uẩn còn lại tôi nghe các bậc đồng phạm hạnh. Mà những cái vị đồng phạm hạnh này nói lên được Đức Thế Tôn ngài xác nhận, ngài công nhận. Mà cái nào mà được Đức Thế Tôn công nhận thì xem như là coi như của Đức Thế Tôn. Thì cái trường hợp này chúng ta mới thấy nè, ví dụ giống như một vị vua chuyển luân, ngài không có viết chiếu chỉ, hay là một vị vua không có viết chiếu chỉ mà các quan đại thần nó lo việc mà tấu thư những cái viết những
cái chiếu chỉ những cái lệnh của vua. Ông sẽ thảo ra cái bản đó, thảo ra bản đó thì vô ngồi xem xong cái đồng ý đóng cái mộc vô, tức là gọi là đóng cái ngọc tỷ vô, tức là ấn của vua vô, thì cái đó nó trở thành là chiếu lệnh của vua hay là lệnh của vua, chứ không phải còn lệnh của cái ông cái ông mà viết ra nữa. Một cái điển hình đó là trong hiện tại chúng ta thấy nè, giống như mà ông thủ tướng hay là mà ông chủ tịch nước, ông thì có cái ban thư ký của ông, mà khi ông muốn điều nói cái điều gì đó, ông nói cho ban thư ký mới soạn lập ra, xong cái vị thủ tướng hoặc là vị tổng bí thư hoặc là vị chủ tịch nước đồng ý ký tên đóng dấu vào, thì cái đó nó trở thành là cái nghị định, cái quyết định hay là cái thông tư của cái vị thủ tướng đó, của cái vị chủ tịch nước đó, của cái vị tổng bí thư đó, chứ đâu phải là của cái người viết thư đó đó ra đâu. Thì cũng vậy, những cái gì mà các vị thánh tinh văn thuyết giảng như bà Khe Ma thuyết giảng, bà Thamadina thuyết giảng, ví dụ trong Trung Bộ Kinh, bài kinh Tiểu Phương Quảng, thì ông Visakha hỏi bà Thamadina, và bà Thamadina đã trả lời xong, bà mới dạy rằng này cư sĩ, vậy hãy đem cái điều vấn đề này bạch hỏi Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy như thế nào thì theo đó mà phò trì. Đã Quý Sa Khá đem lên cái câu chuyện này trình lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn mới nói là này Quý Sa Khá, này cư sĩ, nếu như ông hỏi Như Lai những câu hỏi như vậy thì Như Lai cũng chỉ trả lời như con gái của Như Lai thôi, tức là ngài xác định rằng cái người trả lời đây chính là cái A La Hán tuệ phân tích. Và bà từ đó bà Thamadina được Đức Thế Tôn ban cho địa vị là đệ nhất về thuyết pháp trong hàng nữ tỳ khưu của Đức Thế Tôn. Và cái bài kinh Tiểu Phương Quảng đó thì cũng được xem là của Đức Thế Tôn, bởi ngài đã chấp nhận. Hoặc là bài kinh của ngài Mahakacchana, bài kinh mà chúng tôi thường giảng trong cái kinh niệm xứ đó, bài kinh Mật Hoàng đó, Ma Thú Đi Cá, Mấy Cá Xuất Tăng đó, thì các vị tỳ khưu không hiểu rõ, nói về cái ngài lên hỏi ngài Mahakacchana, ngài Mahakacchana giảng xong xuôi là lên trình Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới dạy rằng này các thầy cô, nếu các ông mà hỏi Như Lai về cái điều này thì Như Lai cũng trả lời như con của Như Lai thôi. Và cái bài kinh Mật Hoàng đó là xem như của Đức Thế Tôn, bởi vì ngài đã chấp nhận. Thì 82.000 pháp quẩn đó, nó 82.000 pháp quẩn đó, thì ngài đang nói nghe từ các bậc đồng phạm hạnh, thì mình nó phải hiểu là nghe từ các bậc đồng phạm hạnh mà được Đức Thế Tôn ngài chấp nhận. Cho nên số lượng là 84.000 pháp quẩn đó là 84.000 pháp quẩn có thật. Nhưng mà tôi vừa trước đó chúng tôi đọc một cái bài viết của ông tiến sĩ, nói là số 84.000 pháp uẩn nó là một cái số ước lệ, nó sẽ giống như kiểu mà cái cổ sơ họ thích như vậy đưa ra. Ông dẫn chứng rằng là trong Bồ Tát Phế Sanh Tá Rá tổ chức là 84.000 đại thí rồi vân vân, hoặc là có những cái bài pháp có 84.000 chúng sanh chứng đắc đạo quả. Rồi từ đó ông đồng hóa luôn cả cái số 84.000 pháp uẩn này là cũng là một cách ước lệ cho vậy. Thật sự nó không phải, về kệ ngôn của trưởng lão tăng là những vị đã chứng quả A La Hán. Ông nói như vậy thì đồng nghĩa là ông bác bỏ lời của vị thánh A La Hán, nó cực kỳ nguy hiểm. Ở đây chúng tôi cần phải nhấn mạnh là con số 84.000 pháp uẩn không phải là một con số ước lệ theo cái cổ sử, mà con số đó là có thật, chính con số đó có thật. Cho nên sau này những cái vị thông thuộc về giáo pháp, thông am tường giáo pháp mới nói là tạng luật có 21.000 pháp uẩn, tạng kinh có 21.000 pháp uẩn, 42.000 pháp uẩn còn lại là của tạng Abhidhamma, có tổng số là 84.000 pháp uẩn. Mà có một số lại bác bỏ đi cái tạng Abhidhamma. Điển hình là có một số vị sư ở ngoài quê cứ bài bác, và trong khi không biết gì pháp là gì mà cứ bài bác, nó kỳ lạ vậy đó, không có nắm bắt được gì pháp mà cứ bài bác, cứ xuyên xỏ. Ở Sài Gòn cũng có một số,
Rồi ở Huế cũng có nhiều. Mà trong khi không hiểu biết gì về Pháp á, không hiểu cái gì hết trơn. Mà cứ bài bác, mà bài bác cái đó là bài bác cái pháp bảo á, chứ không phải giỡn đâu. Tưởng là như vậy là hay, không phải. Nhưng mà bác bỏ pháp bảo. Còn một bài viết nói là 84.000 pháp uẩn, nó chính là con số ước lệ, nó không có thật. Lời này xem như là bác bỏ lời của bậc thánh A La Hán là ngài A Nan Đà. Nó rất là nguy hiểm, nó tạo ra những cái nghiệt ngã. Và chúng tôi nói như vậy để cho cái người có trí sẽ hiểu rằng à, nếu cái số đó sau khi mà thẩm tra lại thật sự là có như vậy, thì xem như những cái gì mà những người đó nói cũng về tà thuyết, không nên tin. Bởi vì tin theo là cái dùng cộng nghiệp với họ, họ phỉ báng pháp, họ phỉ báng tăng như vậy. Nếu mà mình tin theo họ là mình chết. Nên là chúng tôi nói vậy là không phải chỉ trích những cái người đó đâu, người đó làm họ đã chịu rồi, nhưng mà sợ rằng những người nào mà không có chịu tìm hiểu Phật pháp, tìm hiểu kinh điển, nghe theo như vậy là tin, nghe cái bằng cấp tiến sĩ hoặc là nghe một vị tu lâu năm nữa là tin, cái đó mới là cái chết, cái đó mới là cái tai hại. Cho nên tôi dạch ra như vậy thôi để cho quý vị sẽ, và chúng ta điểm luôn cho quý vị thấy rằng điều đó nó nằm ở đâu. Ở đâu, ví dụ 84.000 pháp uẩn ở trong kệ ngôn Trưởng Lão Tăng của ngài Ananda, quý vị cứ truy cập vô trong cái bản dịch của ngài Hòa Thượng Minh Châu thì sẽ thấy. Rồi cái 84.000 pháp uẩn truy cập trên những bản sứ giải về cái Tam Tạng pháp bảo, thì chúng ta sẽ thấy thôi. Cái không phải là không có những cái gì luận sư hoặc là gì sớ giải sư, không có tham hiểu, không có thăm cứu thăm cái tìm hiểu những Phật pháp, mà cứ theo cái bản năng, cái ganh tị tự ái cái nói lên như vậy. Chúng ta nói thẳng với quý vị rằng cái người nào nói đúng pháp, dù là một hạ hai hạ, nói đúng pháp chỉ ra cái nguồn kinh điển, chúng tôi chấp nhận và thán phục người đó. Còn mà 100 tuổi đạo mà nói trật kinh điển, nói theo cái tư kiến là chúng tôi bác bỏ, là chúng tôi chẳng chẳng có sợ hãi gì ba cái danh đó, chẳng có sợ hãi gì cả. Nó thẳng ra luôn là như vậy. Cho nên chúng ta mới quay trở lại vấn đề. Thì khi nói về cái bát như vậy đó, thì hai người thủ buôn là Phan Thi Cá với Tá Bích Xá dâng cái vật thực á, tức là cái bánh khô mà trên đó có trét mật phớt nên những sữa hoặc là đường. Thì Đức Tôn mới nói rằng như vậy thì ngày xưa những vị chánh tăng giác á, dùng cái gì để nhận vật thực, có phải dùng tay không? Ngài thấy không có dùng tay, phải dùng cái bát. Thì nó giờ Như Lai không có bát thì sao đây? Thì lúc đó hiểu ý của Đức Thế Tôn như vậy, tứ đại vương, đó là bốn vị cái cõi tứ đại vương đó, mỗi vị tới dâng cho Đức Thế Tôn một cái bát, và dâng thì Đức Thế Tôn nhận hết. Rồi ngài dùng thần lực làm cho bốn cái bát nó trở thành một cái bát. Cho nên một cái bát nó có phải có nó phải có hai cái đường vạch từ từ miệng bát này qua tới miệng bát kia, đi vòng qua bên dưới đáy, rồi một cái bát ở ở chính giữa có một vòng tròn như vậy, nó chia cái bát làm thành bốn phần, để hình tượng trưng cho bốn cái bát được gom lại thành một. Đó là cái lý do. Và cái bát nó phải bằng đất, nhà cái bát nó phải bằng bằng sắt. Trước đây chùa Phú Đức thì ngài Đại Trưởng Lão Cư Giác Chánh cũng có tổ chức đi bắt hội, và cũng có cơ hội làm cho những cái chiếc bát bằng đất và sơn cái màu đen rất là đẹp và rất là nó trong sạch, rất là sơn sạch. Nhưng mà tiếc là không có làm bốn cái hai cái đường vạch để tạo cho cái bát nó thành là cái bốn vạch như vậy. Như vậy thì cái nhóm Phật tử này hỏi là cái thọ dụng
cái bát như thế nào để cho hợp luật, thì cái bát mà không có bốn cái hai cái đường vạch đó là cái bát bị biến chế, nó không đúng theo luật. Mặc dù bây giờ còn những cái bát bây giờ như bát ở Thái Lan á, thường thường là cái bát bằng inox, thật sự bây giờ đi kiếm những cái bát bằng sắt cũng đã khó, kiếm bát bằng đất cũng càng khó nữa. Ôm bát bằng đất nó có cái lợi là rất là cẩn thận, chứ không không thôi không khéo là nó vuột tay cái là bể, vuột tay cái rớt bể, rất là lợi. Còn bát inox thì ôm nó cũng không sợ lắm, rớt thì mất cái mốt thôi. Nhưng mà bát bằng sắt nó có bất lợi là hai hoặc ba bữa phải đốt bát một lần. Đúng là gì, bởi vì trong cái đồ ăn bỏ vô trong đó nó có những cái vật nó hôi hám gì kia, thì hai bữa thì phải bỏ lá cây vô để đốt cho nó sạch sẽ, rồi rửa cho sạch sẽ, rồi lau cho sạch sẽ, chứ không thôi thì cái mùi cái vật thực cứ còn sót lại ẩm đó, nó làm hôi rồi á. Còn bát thì nó không có, rửa cái là trôi luôn sạch sẽ, nó không có độc lại nó những cái này. Như vậy thì chúng ta nói là cái bát trong trong cái thời buổi cái hiện tại nó là như vậy. Thì chúng tôi nói cho nó đúng luật, nó là phải nói vậy thôi, chứ còn thì rất là chắc là khó mà sửa đổi được cái bát. Người ta diễn coi bát bằng đất hay là cái bát bằng 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 sắt, dù cho bát bằng đất hay bát bằng sắt cũng phải có hai vạch bát inox bây giờ sạch sẽ vậy đó. Mà đã nó thứ nhất là cái chất liệu làm đã sai sai theo cái luật, đồng thời cũng sai luôn cả là không có cái mẫu mã là hai vạch để chia một cái bát nó thành bốn vạch. Nói thì nói vậy thôi, chứ còn ngoài ra chúng tôi cũng không có ý kiến gì. Bây giờ tìm cái bát mà bằng đất cũng chắc cũng khó, lấy đất sét mà nung lên thì cũng khó, nó không phải ra dễ đâu. Mình nung là tạo luôn cả một cái mở một một cái hai cái vòng để chia cái bát thành bốn cũng là vấn đề khó khăn đó. Như vậy chúng ta đã giải quyết cái bát nó theo cái luật, nó là như vậy. Tức là một món nha. Bây giờ Tam y, tại sao có là có Tam y? Thì thời Đức Phật ấy, thì trước đó Đức Phật ngài chưa cho phép các vị tỳ khưu nhận được y của gia chủ. Không phải là nói cái chuẩn bị cái mùa dân y Katina này, mà chúng ta nói cái mùa dân y Katina này thì những vị chủ lễ nhớ kiếm giùm tôi, kiếm giùm tôi là một cái chỉ kim nha, kim chỉ chúng tôi sẽ nói tới, có thể là hôm nay không có nói tới bằng kinh tế thường xứ mà chúng tôi nói về cái điều này thôi. Trước đó thì Đức Thế Tôn ngài dạy các vị tỳ khưu là dùng y phấn đạo. Y có hai loại trong hiện tại này á, nghe trong cái thời Đức Phật cái có y có hai loại. Một loại là y phấn đạo là dành cho những vị thực hành cái pháp hạnh đầu đà, tức là mặc y củ rách. Y củ rách những cái y củ rách đó là Manchikula chi quá đăng, chi quá đăng là cái y, Manchikula là cái giải quan bỏ. Cái giải quan bỏ này nó có thể là giải quan ở trong Tha Ma Bồ Đề, nó giải nó có thể quan ở nơi bến tàu, giải có thể quan ở cửa hàng, giải có thể quan ở hàng rào, giải có thể quan trên đường phố, giải có thể quan trong đống rác. Vậy đó lấy miếng vải nó ra về cắt lấy những cái phần nào hư bỏ, cái phần nào còn lại may vá lại thành một chiếc y. Okay. Mà may rồi không phải là cái màu nào đâu, cái để y chang mà đó không phải là màu xanh màu vàng vàng, cái y lúc nào mới giống như cái mền nó xanh vàng đỏ trắng đen, không phải. Sau khi may thân thành lấy những tấm vải may lại trở thành rồi một vị, rồi vị đó phải đi nhuộm cái y đó giống cái màu hải sắc nha bạn, rồi sau đó mới mặc lại, chứ không phải là lượm tấm vải mà cái vải màu xanh về cái may vô, rồi có cái vải màu vàng may vô, rồi có vải màu cam may vô, rồi cái y nó trở thành là nhiều màu sắc. Không phải, may thì cứ may,
À, mai xong rồi thì phải đi nhuộm lại nó trở thành một màu để mà mặc à, ngoài. Ừ. Thì rồi cái này được gọi là y phấn tảo hay là y bằng vải quăng bỏ nha, cu đất nha bạn. Rồi cái sự kiện mà nhận y như hôm nay một số rất là phần lớn nhận y là như dân y, những người thí chủ dân y như vậy thì cái y này được gọi là y gia chủ. Y gia chủ xuất phát từ thời của Đức Phật, là từ cái ông Lương Y Chi Quá Cá, là một vị thần y đại tài thời Đức Phật. Vị này cũng là con chứng quả dự lưu, và ông là con của nàng kỳ nữ Silawati. Silawati và do ông Vương Tử Apiya. Thì khi mà lớn lên ông đi theo học ở tại kinh thành Takashila và ông trở thành là một đại danh y. Vị này có tên là Chi Quá Cá Kumarapacha, tức là con của Vương Tử Apiya và nàng kỳ nữ, xin lỗi, nàng kỹ nữ ở thành Rajagaha là Salawati. Thì khi ông này rất là giỏi về thầy thuật, nghề thầy thuốc, cho nên một lần nữa thì ông Lương Y Chi Quá Cá này thỉnh được vua Chăn Đá Bách Chô Tá xứ Vichini hay là xứ Á Quỳnh Tì, mà vua Chăn Đá Bách Chô Tá là bạn của vua Bimbisara, mà vua Bimbisara đang là cái lãnh tụ quân của ông Lương Y Chi Quá Cá. Nếu mà nói một cách rõ hơn chút xíu nữa, nó rõ rõ hơn chút xíu nữa. À. Thì Lương Y Chi Quá Cá chính là cháu nội của vua Bimbisara. Vua Bimbisara quan hệ với nàng kỹ nữ Padmavati ở xứ Vichini của vua Chăn Đá Bách Chô Tá. Từ nàng này thì sinh ra một vương tử gọi là Apiya. Vương tử Apiya quan hệ với nàng kỹ nữ ở thành Rajagaha là Salawati, sinh ra ông Chi Quá Cá. Như vậy Chi Quá Cá là con của ông Apiya, Apiya là con của ông Bimbisara. Như vậy ông Chi Quá Cá này là cháu gọi Bimbisara là ông nội, là ông nội. Cũng là một người y. Và Bimbisara là bạn thân của, là bạn của vua Chăn Đá Bách Chô Tá. Vua Chăn Đá Bách Chô Tá bị bệnh trị không hết, nhờ ông Bình Sa Vương cho Lương Y Chi Quá Cá đến trị cho ông Chăn Đá Bách Chô Tá. Câu chuyện rất là dài nhưng mà chúng ta tóm tóm gọn vậy thôi. À, sau khi trị xong thì Lương Y Chi Quá Cá trở về thành Ta Chăn Á, thì hết bệnh xong ông Chăn Đá Bách Chô Tá mới phát sinh hai tấm lụa rất tốt trong thời đó, nghĩa là thượng hạng trong thời đó đó, tốt nhất trong thời đó đó là cái lụa ở Xí Quý, và hai tấm lụa này đem biếu cho ông Lương Y Chi Quá Cá để cái tạ cái ơn là đã trị bệnh cho mình hết bệnh. Thì ông Lương Y Chi Quá Cá nhận được hai cái y quý này mới nghĩ rằng cái người mà có khả năng mặc cái y quý này đó là Đức Thế Tôn với vua Bimbisara thôi, mà ta cũng không nên mặc cái loại y này. À, cho nên vua ông Lương Y Chi Quá Cá mới dâng hai cái tấm lụa xí quý dâng cho Đức Thế Tôn, và dâng cho Đức Thế Tôn xong mới thỉnh cầu bạch Thế Tôn, kể từ nay ngài cho phép chư tỳ khưu nhận được y của chúng con cũng được. Bởi vì chư tăng vào thời Đức Phật á a la hán rất là nhiều, còn như vậy mà từ dự lô cho đến a la hàm thì không có thiếu gì, ngay cả cư sĩ vẫn có a la hàm, tự dự lưu thì quá nhiều luôn. Quá nhiều luôn. Ờ, cho nên Đức ông đồng ý, tại vì cúng dường á, ai cho ăn cho lực, ai cho mặc cho sắc, ai cho xe cho lạc, ai cho đèn cho mắt, ai cho trú xứ, người ấy cho tất cả. Mặc dù dân y thì cho sắc thôi, chứ còn mà cho tất cả phải cho trú xứ, cho trú xứ tức là cho tự viện, làm tự viện, làm những cái liêu thất là không á. Mà cái bài này, cái điều này chúng tôi cũng từng nói là một cái tác phẩm gọi là lễ dân y đó, chúng tôi nói là một cái mang thư, cái người mà cúng dường tới 84.000 tháp thờ, 84.000 tự viện không bằng 1/16 của lễ dân y.
nó không có hợp lý. Trong khi Đức Phật ngài dạy là ai cho trú xứ, người ấy cho tất cả, mà ai dân y chỉ là cho mặt thì cho sắc mà thôi. Thì cái bài kinh này cho chúng ta thấy là rất là đặc biệt các bạn. Thì mặc dù á, lễ dân y này, khi mà dân y đó thì cái hàng tại gia cư sĩ có quyền dân y, và cái lễ dân y này được khởi lên vào khoảng hạ thứ 14 của Đức Thế Tôn. Bởi vì đó thì trước đó là cái người Phật tử cũng có quyền dân y rồi, dân y. Cho nên từ đó có hai cái dạng y: một, người Phật tử mà dân y đến những vị sư thì được gọi là y gia chủ, còn mà vị sư mà tự đi tìm lấy những giải quăng bỏ, giải trong Tha Ma Mộ Địa, giải ở bến tàu, giải ở đống rác, giải ở đàn rào, giải trên đường phố, không ạ, thì cái này được gọi là y củ rách hay là y phấn tảo hoặc là y băng sô cô la nè. Nếu mà mình gọi gì cũng được, nhưng mà nói chung là cái y được quăng bỏ, bằng giải quăng bỏ thì có hai cò ly như vậy. Thì mà khi mà Đức Phật Thế Tôn cho phép theo lời thỉnh cầu của Lương Y Chi Quả Cá thì Đức Thế Tôn cho phép Chư Tăng được nhận y gia chủ như vậy. Thì một lần nọ Đức Thế Tôn là từ thành Vương Xá, tức là Ra Chá Ga Há, đi về thành Vesali. Thì từ thành Vương Xá mà đến thành Vesali thì cái đường dài nó khoảng là 8 giờ tuần, 5 giờ tuần ở bên thành Vương Xá và 3 giờ tuần ở bên thành Vesali. Thì khi mà đi qua bên kia đó, Đức Phật này đi đi thấy các vị tỳ khưu ở thành Vesali đi về trong thành Vương Xá, đi ngược đường như vậy, và những vị này đi tìm y rất là nhiều, có vị có thể là cột y lại thành gói đội trên đầu, những có vị cột y lại thành gói để cặp trên nách, rồi cái gọi một vị có cột những y lại gánh trên vai, vân vân. Đức Thế Tôn nói những cái kẻ rồ dại này xoay sở thật là hay. Một vị sa môn mà mang y giống như cái người đi buôn y vậy thì coi nó không có được, vậy Như Lai phải chế định là chỉ thì cô nhận được bao nhiêu y chẳng vậy. Thì bây giờ khi mà đi tới Vesali vào cái ngày mùng 8 là cái ngày mà tuyết rơi, nó trời lạnh, hoặc là ngày 14 cái ngày của ngày tuyết rơi nha vậy. Thì ngày Đức Thế Tôn ngày lên trên cái nơi thanh vắng đó, cái canh đầu ngày mặc một chiếc y thì ngài cảm thấy rằng nó không lạnh, nhưng mà qua tới canh hai thì ngài cảm thấy lạnh, ngài đắp thêm một chiếc y thứ hai thì ngài thấy nó ấm không lạnh. Qua canh giữa thì ngài đắp thêm một y thứ ba, thì thấy nó vừa không lạnh được ấm. Vào hừng sáng thì ngài cảm thấy lạnh, ngài đắp thêm một chiếc y thứ tư, ngày thứ tư thì ngài thấy nó ấm áp, và khi mà sáng lên thì ngài hết lạnh. Và như vậy Đức Phật ngài mới nói là như vậy Như Lai sẽ chế định cho các vị tỳ cô chỉ được ba bốn y, bốn y, một là một cái y nội và một cái tăng nhà lê. Tăng nhà lê phải là hai lớp và một y thượng. Y thượng y thượng là tức là chúng ta cái vị tỳ khưu có một cái phần từ ở thắt lưng đổ xuống bọc ở phía dưới được gọi là cái y nội, nghĩa là anh ta ráo qua sắc can y nội, còn ở phía ngoài đắp một chiếc y vai trái bên ngoài được gọi là Uttara Sanggan, tức là cái y ngoài. Nhưng mà cái tăng nhà lê cái Sankati, chữ Sankati nếu mà cái nghĩa đen của nó, nghĩa nó cái mền đắp, cái mền đắp mà thôi. Tại vì nếu mà cái đầu hôm á, mình có đắp một cái y rồi, rồi bây giờ cái giữa hôm mà lạnh đắp thêm y thứ hai, tức là cái đắp cái y thượng đắp bên ngoài, rồi đi cái tới cái đêm đêm cái canh thứ ba nó lạnh thì mình tháo cái y vai trái ra, mình đắp cái y tăng lên hai lớp vô thì lúc đó mình có ba y đây. Rồi hừng sáng lạnh nữa mình đắp thêm một cái y vai trái bên ngoài nữa, nó là có bốn y. Bốn y gồm đó là một cái y nội và ba cái y gồm đó là hai cái y ghép lại thành một cái y chánh gọi là y Sankati, tức là tăng nhà lê, làm ra tăng nhà lê, và một cái y vai trái.
Như vậy khi mà một cuộc dân y mà chuẩn bị lễ vật cho một cái vị dân y á, chẳng thế à, mà nếu gọi là tam y thì là phải đủ tăng ngày lê hai lớp, cái tăng ngày lê phải là hai lớp, và tăng cái bộ y da trái là một lớp, đồng thời có một cái bộ y nội nữa à. Như vậy cái này mới đủ cái lễ vật gọi là tam y, thêm cái bát nữa gọi là tam y quả bát, nó là như vậy. Nhưng bây giờ có một số theo cái trường phái của Thái Lan, cái tăng nhà lê chỉ có một lớp thôi, nó sai luật, sai luật. Thứ nhất là cái người dân y đó không hiểu luật là một, thứ hai là do cái vị mà thường thường những vị sư đó à, kia có những cái thí chủ mà người ta xin dân y là tới người ta làm cái lễ dân y như vậy, thì do một lý do nào đó mà không sắm đủ cho người ta cái tăng lê hai lớp, mà sắm một cái tăng này lên một lớp giống như ở bên Thái Lan như vậy. Do cái tiết kiệm, chúng tôi không phải biết là hỏi nói là tiết kiệm là để cho có rộng lượng thôi, nhưng mà chúng tôi có nói thẳng là cái người này làm tổn giảm quả phước của người thí chủ, mặc dù trong luật nói rằng chỉ có một cái mảnh vải đủ để làm chiếc y nội cũng là thí chủ dân y được, chúng tôi đồng ý. Nhân ký của người ta muốn là tam y quả bát đàng hoàng, tam y quả bát đàng hoàng tức là y tăng lê phải hai lớp và một y bên trái phải là một lớp nè, rồi một cái bát và một cái y nội nữa, để y cái bộ y bên trái trong nó có cái y nội nằm trong đó luôn, là cái người ta hài lòng về cái quả phước của người ta, người phước của người ta mà nghĩa là tự nhiên cắt của người ta đây khiến cho họ chỉ là dân y vai trái thôi, chứ không có dân y tăng nhà lê, mà cái tăng nhà lê rất là đặc biệt, cái tăng nhà lê nơi đó là cái nơi mà những cái bộ y này dùng để đeo vào để mà giống như là chứng nhận là một vị tỳ khưu, còn nếu mà chỉ dân y vai trái không thôi, dù cho hai ba bốn năm y vai trái thì cũng chỉ là giống như là cái lễ vật của sa di, lễ vật tỳ khưu phải là có tăng nhà lê, một vị tăng một vị sư tăng tỳ khưu mà khi đi dự tăng sự như là dự ký giới Sima hay là dự gì đó tăng sự vậy, thì phải đắp y tăng gì lên đó, còn sa di là làm gì có tăng gì lên mà đắp, và ta sa di không thể vô trong cái cuộc kết cái cuộc mà cứ cái giới Sima này được, mà hãy vô cái giới Sima này phải đắp tăng gì lên, tức là cái y hai lớp này. Còn à, nếu mà giờ đem cái lễ vật của người ta muốn 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 dân đúng cái tam y như vậy mà mình chỉ do tiết tiền do hay là cái gì đó một cái lý do đó làm cái quả phước của người ta, thay vì dân y đến tỳ khưu thì dân y đến sa di, thì hình thức nó vẫn là Katina nhưng cái chất lượng bị giảm mà không thấy, rất là nguy hiểm. Nhưng chúng ta nói như vậy thì nói vậy để cho quý vị thấy rằng tại sao là có cái tam y. Tam y thì gồm có cái gì, là hai cái bộ y da trái nè, rồi cái bộ y xin lỗi bộ y tăng nhà lê nè, rồi bộ y vai trái nè, và bộ y nội được gọi là tam y. Tam y thì y tăng nhà lê gồm có hai lớp, phải hai lớp mới đúng luật, một lớp không đúng luật, không đúng luật. À. Và làm cho quả phước của người ta bị thui chột ở phần bên trong mà không thấy. À. Không có dân y tăng nhà lê nha thì có thể là ảnh hưởng là sau này không thể xuất gia được y phí phú à, đi có thể chứng quả a la hán ở giai đoạn giống như là 7 tuổi 8 tuổi hay 10 tuổi chẳng hạn vậy, nhưng mà thì phí gia y phí phú không có, không được. Chúng ta cũng thấy thấy những cái nó hơi dứt dắt một xíu, tuy là chi tiết nhỏ nhặt như vậy nhưng mà chúng ta cần phải nói rồi để cho nắm bắt được như vậy. Như vậy chúng ta sẽ thấy là cái bốn cái dụng cụ của sa môn tam y quả bát chúng tôi đã trình bày xong nè. Bây giờ cái dây buộc lưng chúng ta nói cái nãy đó là tại vì ở phía trong cái y nội đó, tức là anh ta đá qua sát căn đó, có nhiều khi đi đứng này kia vẫn đôi khi nó tuột cũng kỳ, cho nên có sợi dây nó buộc lại nó chắc, nó bảo đảm nó an toàn, không có phải lo là ngại gì nữa hết. Nè, đó là công dụng của cái dây buộc. Bây giờ cái miếng vải để làm cái gì? Nè, thì khi mà đi đâu đó cái miếng vải nó cần phải lọc nước, bây giờ lọc nước để mà
có những con sinh vật trong nước nó bị vướng trong cái miếng vải lọc nước này thì rũ bỏ đi, và mình uống cái nước này thì mình uống nước nó không có những con sinh vật, ví dụ như con lăng quăng hay những con gì đó, hay là cái nước cái rong rêu gì đó, mình có tấm vải đó mình lượt đi xong cái mình giặt nó, mình rũ đi nha, và cái vải lọc nước phải có để cho cái nước mình uống được tinh khiết, đó là một dụng cụ của vị sa môn nha. Rồi bây giờ chúng tôi nói tới cái dao, mấy con dao, tức là bốn với một là năm rồi nha, con dao chúng tôi nói sáu rồi nha, tam y quả bát là ba, dây buộc lưng là bốn, giải lọc nước là năm. Bây giờ chúng tôi sẽ nói tới cái con dao. Con dao để làm gì? Con dao cũng là một cái tư cụ của bậc sa môn, tức là một dụng cụ riêng của bậc sa môn. Dùng làm cái gì? Thì khi đôi khi khi đi những cái người Phật tử có thể cúng dường cái vị này mía, mía là Ấn Độ nó cũng là một cái loại thực phẩm tốt, rất có chất bổ và có thể nó giải khát được. Thì vị này có cây mía, ta cúng dường cây mía, ta rút ra ta làm ấy xong ta cúng dường, thì vị này còn nhờ con dao này róc cái mía ra, cắt cái mía để làm cái vật thực, hoặc là để nước để uống. Này có đó là cái công dụng của con dao. Hoặc là khi mà đi vậy, cái những người Phật tử thấy vậy, có những cái trái cây họ cái cắt cái giá xong, tức là họ bóc vỏ như là chứng tỏ là cái thực phẩm này nó đã không còn cái chất sống nữa, mình cũng cũng vừa thôi. Nếu còn cái vỏ chẳng hạn, như vỏ cam, vỏ quýt đồ chẳng hạn, qua là vỏ cam thì nhờ con dao này giờ vậy nó cắt bỏ mấy cái vỏ cam đó để ăn trái cam chẳng hạn bạn. Hay là có những cái vỏ xoài, nên nhớ cái vỏ xoài ta làm cắp với giá xong, dân nhờ vỏ xoài thì nhờ con dao này cắt những cái vỏ xoài ép lấy nước ra để uống. Thì cái con dao nó có công dụng là như vậy. Đặc biệt cái con dao này thì là Đức Thế Tôn là dạy rằng ngày xưa các vị tỳ khưu dùng vật thực rồi đó thì phải dùng tới tới cái tâm xỉa ra, tâm xỉa ra. Bởi vì trong cái Tăng Chi Kinh chương 5 pháp về cái bài kinh Tăng Tâm Xỉa Răng, bài kinh này có ký hiệu là A3 250. Nếu Phật ngài dạy rằng cái người mà không sử dụng tâm sao xỉa răng sau khi ăn đó sẽ có mang năm cái điều bất lợi, mà nếu như mà sau khi ăn dùng tâm xỉa răng thì có năm cái điều có lợi, và điều này nằm ở trong Tăng Chi Kinh chương 5 pháp, cái bài kinh đó bài kinh Tâm Xỉa Răng, và ký hiệu đó là A3 250. Thì Đức Phật dạy là cái người mà dùng vật thực rồi mà không dùng tâm xỉa răng đó, nó có năm điều tai hại như sau. Thứ nhất là con mắt bị ảnh hưởng, tức là con mắt nó bị dễ bị nóng, bị mờ, nó không có sáng, nó không có sáng rồi một. Thứ hai, cái miệng nó hôi thối. Thứ ba là thần kinh vị nó không được trong sạch, tức là cái thần kinh lưỡi nó không có được trong sạch, nó bị bám những chất bẩn mà. Thứ tư, nước mật và đàm nó dính vào trong cái đồ ăn, và thứ năm là ăn nó không có thấy ngon. Còn trái lại nếu mà dùng cái tâm xỉa răng thì có cái năm điều lợi, là mắt không bị ảnh hưởng, mắt nó không bị ảnh hưởng, tức là mắt nó được sáng ra, nó được tinh tường hơn. Thứ hai, miệng không hôi thối, vậy không hôi thối. Thứ ba là thần kinh vị nó được trong sạch, và thứ tư là mật đàm nó không có dính vào trong cái đồ ăn, và thứ năm là ăn uống được thấy ngon. Cho nên các vị ngày xưa đó dùng con dao này, không có ngày xưa không có bàn chải như chúng ta, không có bàn chải đánh răng như chúng ta đâu, cái đâu mà các ngài có một cái loại cây gọi là cây chà răng, cái vào buổi sáng đó là phải dùng cái cây chà răng nó chà cái răng, giống như bây giờ chúng ta dùng cái kem, dùng dùng cái cây đánh răng mà chúng ta đánh răng nha, bàn chải đánh răng vậy đó. Nhưng mà cái ở Miến Điện có, chúng tôi có biết một cái vấn đề, là ở Miến Điện có dùng cái cây chà răng đó họ làm ra một cái loại kem,
nó đánh súc mề miệng, nó giống như kem kia nhưng mà nó lại tốt hơn cái kem kem thị trường, bởi kem thị trường nó có chất fluor. Còn cái này nó bằng cái cây trà đăng họ chế tạo ra làm nhựa kem, và chúng tôi có dùng thử rồi, có một những cái người, có những cái vị ở Miến Điện có dâng cho Chư Tăng chùa một số kem làm bằng cây gỗ trà đăng. Thì nhờ con dao này á, khi mà buổi sáng á, các vị thì khu đi 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 vào á, thường thường đi trên rừng á, đi vào tìm cái cây gỗ trà đăng á, mới dạt đi một ít để dành đó để sáng mai là dùng cái gỗ trà đăng nha bạn. Rồi dót đi những cái cây tre, những cái cây để làm tâm sữa đăng, đó là cái con dao nó có cái công dụng nó là như vậy nha. Rồi chúng ta đã có, giờ bây giờ tiếp theo nữa 20 món nữa là cái kim chỉ. Tam y quả bát là 4, dây buộc lưng là 5, giải lọc nước là 6, con dao nó là 7, giờ kim chỉ nó là 8, chỉ kim mà thôi. Cái kim á, thường thường ngày xưa đi dưới với những cái vị mà mặc y cũ rách đã, cái loại giải này là cái giải mà ta quăng bỏ cho nên nó không có bền, nó còn chắc, nó phải là nó mình dệt bằng cái những cái bông vải tốt mà ta quăng bỏ rồi, cho nên khi đi mặc như vậy đó, có đôi khi đi giữa đường nó bị tét, nó bị rách, nó bị nó tuôn sổ ra cho bạn. Thì với một cái vậy mà đi mặc cái ai y mà nó rách te tưa vậy thì coi sao được, rồi cho nên vậy nó phải đi tìm ở cái những cái miếng vải cũ rách nào đó, rồi sao lấy cắt đi những cái chỗ hư bỏ, lấy cái đó đắp lên, không thì nó sao được, phải có kim chỉ để mà mai vá vào. Và trong tạng luật tôi nói về cái phần y áo này thì cũng có một lần như vậy, thì có một vị tỳ khưu bị rách y, cái y nội bị rách, cái vị đó tìm được một cái mảnh vải và ngài vá cái mảnh vải vào cái chỗ rách, Đức Thế Tôn ngài đi tới cái gì thì Đức Thế Tôn lại chẳng biết, nhưng mà đôi khi ngài biết ngài không hỏi, có đôi khi ngài biết ngài vẫn hỏi, hỏi để có cái duyên sự để ngài thuyết pháp hoặc là ngài chế định điều học. Thì ngài đi tới, ngài thấy vậy thì cô đang đắp miếng vải vô trong cái chiếc y rách, Đức Phật ngài nói này thì cô ngươi làm gì đó, mà Thế Tôn y con bị rách và cái kiếm miếng vải quăng bỏ, con đắp lại để con giá lại cho nó lành lặn. Đức Thế Tôn mà tán thán là lành thay này thì thôi kể cứ là như vậy đi. Và Như Lai cho phép rằng giới y tăng và lê nó hai lớp, có thể đắp bên ngoài nó sẽ thành bốn lớp, nó tức là cái y tăng lai tăng và lê nó bị rách nó, thì đi kiếm vải quăng bỏ nó giá vào, để sẽ thành một lớp nữa thì nó được là bốn lớp. Còn y vai trái nó đang đó một lớp thì có thể nó bị rách, thì cái kiếm y cũ rách nó vá vào thì nó được là hai lớp, y nội cũng được hai lớp như vậy. Cái điều đó là tốt, giá dĩ nhiên giá rồi thì phải đi nhuộm thôi nghe không bạn. Mà như vậy thì phải có kim chỉ, cái thời Đức Phật thì những vị mặc y cũ rách rất là nhiều, cho nên nếu mà không có kim chỉ rách rồi thì sao đây, rồi cái tự nhiên này nó cái tăng tướng nó coi không có được, mà cho nên phải có mang theo cái kim chỉ để phải. Và cái kim chỉ thường cái bây giờ đó, những cái vị mà chuẩn bị lễ vật cho những người thí chủ, người thí chủ thì thường thường phó thác cho những cái vị sa môn vị trụ trì, nhưng mà giữ rồi chỉ chú ý cái tam y quả bát thôi mà không chú ý tới cái kim chỉ. Mà cái phương phước mà dân y kia kia bằng kim chỉ đó, rất là lớn chứ không phải nhỏ đâu. Đây là trường hợp cái điển hình của ngài Ananda. Ngài Ananda sau khi mà Đức Thông viên tịch về, Đức viên tịch ngài đi tới thành Kosambi để xử cái phạt do tình địa tỳ khưu chăn ná, chăn ná về cái tội mà bạm đà, tức là không có giáo giới gì hết.
và không có nói chuyện, ông không tiếp xúc, ông không làm gì, ông làm cái hình phạt này rất là nhẹ nhàng mà rất là cay đắng mà rất là khủng khiếp đó. Tức là ví dụ Chư Tăng đang ngồi bàn luận với nhau thì cái vị mà bị phạm đàn, cái chữ phạm đàn nó âm từ chữ Rama Đăng Đá, Đăng Đá là hình phạt, Rama là phạm thiên, phải là phạm thiên phạt nghĩ vậy này, cái đang bị cái hình phạt đó đó à. Thì khi mà thấy như vậy đó, từ xa đi tới thì Chư Tăng đang ngồi nói chuyện vui thích vui vẻ, thấy tới tự nhiên giải tán, không có ngồi đó nữa, vì đó thấy tự nhiên tới người ta giải tán, nó là một cái điều đó, là cái áp lực tâm lý cực kỳ lớn. Mình muốn tới ghé thăm cái cốc vị này để mà nói chuyện, mới vừa tới vừa bước lên cái vị này không có nói tiếng nào hết, bỏ ra khỏi cốc đi chỗ khác, giống như mình là một cái người cùi người hủi vậy chứ không, rất là đau khổ. Vì ngài ăn ra đi tới cái thành Kosambi để tuyên bố xử phạt Tỳ khu Chanh Á. Tỳ khu Chanh Á này là cái vị theo hầu Đức Thế Tôn, dẫn Đức Thế Tôn, đưa Đức Thế Tôn đi xuất gia đó, rất là xa nạp đó. Thì nghe vậy ông này bướng bỉnh vậy đó, mà nghe xong cái là xỉu liền, nghĩa là nói các ngài đừng có giết con, các ngài đừng có giết con. Rồi nhờ vậy ông mới tỉnh táo, ông mới ở nơi thanh vắng một thời gian ngắn sau thì chứng quả A La Hán. Chứng quả A La Hán xong mới đi tới tìm A La Hán đó, thưa hiền giả A La Hán đa, tôi đã chứng đạo quả A La Hán rồi, xin hãy giải tôi về cái thể thức phạm cái tội Brahma Đăng Đá, tức là phạm đàn đi. Mà Đức Thế Tôn ngài kêu dạy vậy thôi chứ ngài đâu có chỉ cho cái phương án mà để mà giải cái tội này đâu. Thì ngài đang nói cái hình phạt này nó tự chấm dứt khi vị nào chứng quả là hán thì nó tự chấm dứt thôi, vậy không có cái cách thức mà giải trừ đi cái tội mà Brahma Đăng Đá, tức là tăng tạng, nó là như vậy. Thì mà khi mà đi tới đó, cái 500 cái 500 cái cô cung nữ có do Ú Đề Ná, lúc đó 500 cô cung nữ Ú Đề Ná này, cái điều này chúng tôi nói nằm ở trong tạng luật bộ đại phẩm sau cái phần kết tập tam tạng lần thứ nhất, tức là cái chương 500 vị đó, mình có thêm cái phụ lục này. Còn ở trong cái kinh chú giải kinh Pháp Cú nói về câu chuyện của nàng Samavati cũng có câu chuyện này, nhưng ở đây hai cái sự khác biệt nhau, khác biệt nhau ở cái tạng luật là sau khi Đức Phật đã phiên tịch rồi thì cái sự kiện này mới xảy ra cho ngài ăn đa. Còn ở trong sứ giải kinh Pháp Cú, câu chuyện của nàng Samavati thì câu chuyện này xảy ra khi Đức Phật còn tại thế, hai cái nó khác nhau nha. Và chúng tôi dẫn ra hết hai cái bộ đó cho quý vị tham khảo như vậy. Thì khi mà đi tới đó xong đó thì ngài ăn đa có cái bốn cái pháp gọi là hy hữu à. Đức Phật ngài dạy trong kinh Đại Bát Thiết Bàn, Đức Phật ngài dạy rằng cái ngài ăn đa đó, các hội chúng tỳ khưu mà tới mà gặp được ngài ăn đa là hoan hỷ rồi. Rồi nghe ngài ăn đa giảng pháp nữa càng hoan hỷ hơn, nhưng mà ngài ăn đa mà im lặng thì họ sẽ thất vọng. Tương tự như vậy đối với hội chúng tỳ khưu ni, tương tự như vậy đối với hội chúng nam cư sĩ, tương tự như vậy đối với hội chúng nữ cư sĩ à. Nên Đức Thế Tôn ngài ăn đa có cái phước tướng đặc biệt như vậy, à, tức là có cử chỉ tốt đẹp đệ nhất. Cho nên khi mà ngài đi tới vô trong vườn ngự quyển của vua Úy Đề Ná đang nằm ngủ say như vậy, thì 500 cô cung nữ của vua Úy Đề Ná trước đó được vua Úy Đề Ná ban cho 500 cái bộ y tốt, thì nghe ngài ăn đa thuyết pháp thì dân luôn có 500 cái bộ y tốt như vậy. Vô Đề Ná thì tới hỏi cái ngài Ananda là vì sao vậy, ngài nói là cái vì sao mà ngài có một mình, nè mà ngài mặc tới 500 bộ y. Ngài Ananda nói không, tôi chỉ mặc một bộ thôi, còn phần còn lại tôi cúng dâng cho đến những vị độc và mạnh. Bởi vì thời đó không phải là y như bây giờ, nó thừa thãi như bây giờ, nên những cái vị mà mặc y phấn đạo cũng nhiều chứ không phải không đâu à, cho nên dần như vậy đó. Rồi những y cũ thì sao, những y cũ thì để làm màn
là màng, che trên màng đó. Rồi màng cũ làm gì? Màng cũ để làm cái giải chùa chân. Cái giải chùa chân cũ làm gì? Trộn với đất sét, trộn với đất để đắp vô thành ra cái trong cái những cái vách vách liêu thất rồi. Để vua Đề Na mới khen ngợi là những vị sa môn này sử dụng y một cách rất là trọn vẹn, không có lãng phí. Và ông Quan Hỷ ông dâng cho thêm cho vua, ông vua cho ngài Ananda 500 bộ nữa, 500 bộ nữa. Thì khi mà ngài Ananda biết cái phước tướng mình như vậy, khi ngài đi tới một cái tự viện nào đó, ví dụ như tự viện có 500 vị, mà những cái vị đó không có cái y để tốt đẹp để mặc, thì ngài nói là ngày mai tôi sẽ cúng dường cho mỗi vị một y. Và ngài đi tới cái thành đó, ngài kêu gọi y cho 1.000 vị tỳ khưu, thì ngay hôm đó ngài có được 1.000 bộ y. Và họ dân chúng này hoan hỷ với ngài, cúng ngài 1.000 y bộ y, và ngài phân phối cho tất cả những chư tăng trong tự viện đó. Và có câu hỏi được đặt ra rằng ngài nó đã làm cái phước gì mà được như vậy? Thì câu trả lời trong bản sứ giả giải thích là ngài Ananda ở trong tiền kiếp đã cúng dường kim chỉ đến những vị tỳ khưu để cho những vị tỳ khưu may à. Họ cho nên rằng khi mà cái lễ vật cái lễ dân y cho thí chủ đó thì cũng nhớ dùm với tôi cho tôi là kiếm dùng một cái cuộn chỉ, mà tốt nhất là cần kiếm cái cuộn chỉ màu vàng, nó rất là tốt, hay chỉ màu trắng cũng được, nhưng mà thường thường mình thích là cái chỉ màu vàng hay hoặc là chỉ màu cam, và vài một cái cây kim, cái kim một vĩ kim, một vĩ kim nó cũng không bao nhiêu đâu, mà cầm vô đó cậu mà thì khi mà cái vị sa môn đi đó, con dao nè, kim chỉ nè, cái ống đựng tâm sĩ răng nè, bỏ vô trong một cái vải gói lại xong bỏ vô gần bà một cái bát nè. Trong cái bát đó thì có thể cái tăng già lê có thể đắp lên vai rồi cái dây buộc lưng nè, rồi cái bát của cái áo bát thì mang như vậy đi rất là thoải mái Thì đây là công dụng của 8 cái vật tư cụ sa môn, và do nguyên nhân nào có là như vậy, thì chúng tôi trình bày cái câu hỏi của nhóm Phật tử ở Hà Nội là như vậy Và thưa quý vị, chúng tôi thấy thời gian tới đây nó cũng hết Nếu mà nói nữa thì nó lỡ dở cái bài học Cho nên phước báo phát sinh lên cho câu hỏi này xin đem lại an lành cho toàn thể chùa Phật tử, xin cúng dường đến chư tôn đức tăng, và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở cõi ở chùa đệ này, cầu mong các ngài quan hệ thọ dụng sẽ gây thọ dụng rồi xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chùa Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong một pháp nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho thân bằng quyến thuộc còn tại tiền của toàn thể chùa Phật tử, và đem lại sự tốt đẹp cho thân bằng quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chùa Phật tử, mong rằng các vị đó tự tái sinh về nhân cảnh được kết quả làm người quả chư thiên, và đặc biệt là sống trong hào quang giáo pháp của Đức Thế Tôn. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Sa tu lành thay. Cha đề quá ta san ti quy hà ra quả si ni tu bề ca rề bồ ti ca rề ta hình ta tham ma đà nê na pháp quan tu bù chi ta so tình ca rôn tề ta quy hà ra mạnh đa lê thế ra cha mắt cha na quả ca cha phích ca vô sa ra mi ca đà na bát ti upa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ích sa ra sắp bà na phụ ta xuất khi ta phá hoàn tu tề cha là bố cha về bi cha an cha sầm phá hoa sẵn xê đa cha ta a tha vô bà bà thi ca niu ya ni căng thầm ma hoa rằng bà tích cha tề sắp bê bi đúc khát sắc ca ròn tu sẵn ca dăng tha tu chi rằng sắp tăng thầm mô thầm mát tha ra cha búp ga la sẵn khô hô tu sa mắc ngô qua át tha ya cha hi ta ya cha âm hê rắc ca tu sắc tham mô sắp bề bi tham ma cha đi nô vút thình sâm ba bu này ya ma tham ma đi giáp ba huệ đi tề y đăng quá ta mê buồn nhăn a sa quắc kha già quá hằng hồ tu do sự phước báo mà chúng con đã học pháp hôm nay hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.